Bữa cơm cuối cùng. Con bé này đi đâu mà gọi mãi không được? Con nó đang buồn, cứ để nó đi chơi một thời gian cho khuây khỏa. Mới cưới chưa lâu đã ly hôn, chắc là con bé cũng tâm tư dữ lắm. Thì tôi cũng biết như vậy, nhưng nó đi lâu vậy cũng lo chứ ông. Con cái lớn rồi, mình cũng chỉ khuyên nhủ rồi để nó tự giải quyết. Chứ đừng can thiệp nhiều quá bà. Alo, Trâm phải không? Con sắp về chưa? Con đi đâu mà chẳng gọi điện về nhà, là mẹ nóng hết cả ruột cả gan đây này. Con chưa, chắc 2 tuần nữa, con vẫn ổn. Con sẽ sớm về nhà mẹ nha. Này, quần áo đồ đạc của cái Trâm sao còn chưa mang đi đi, chật hết cả nhà. Bà làm cái trò gì thế? Chúng nó mới ly hôn được 1 tuần, có cần cạn tàu ráo máng như vậy không? Bà bảo ai cạn tàu ráo máng hả? Ly hôn cả tuần rồi mà vẫn không mang đồ đạc của mình đi là có ý gì? Định để đây ám con trai của tôi à? Thôi thôi thôi, bà vào đi, cái cọ hàng xóm người ta cười cho. Ông bỏ tôi ra coi. Chúng tôi xin lỗi, để tôi sang lấy đồ của con bé Trâm về bên này. Trời ơi, con ơi là con, mày không về đây mà dọn đồ dọn đạc để bố mẹ nhục nhã như thế này. Ba, mẹ, sao phải vội vàng thế ạ? Đợi lúc nào Trâm về rồi cô ấy dọn đồ cũng được mà. Đợi mà được à? Anh đi mà hỏi mẹ của anh đấy. Giờ hai đứa nó đã bỏ nhau, là người ngoài, thì còn để đồ đạc ở nhà tôi làm cái gì nữa? Mẹ à, mẹ làm gì vậy? Sao lại nói năng khó nghe thế chứ? Gớm, bà tưởng con bà là vàng là bạc, còn con tôi là hòn đá sỏi ven đường hay sao? Nó có xấu có tốt gì thì cũng là nhà bà sang xin dâu đấy. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng to tiếng nữa mà. Giờ là người dân rồi, còn bố bố mẹ mẹ cái gì nữa? Đến khổ, cái con bé Trâm có bà mẹ chồng đau để hoang quá, không vì bà ấy xúi dục, chắc chúng nó cũng chưa tới mức ly hôn đâu. Thôi bà, tiền trách kỹ, hậu trách nhân. Từ ngày tôi và bà chuyển lên đây mới sinh lắm chuyện. Việc bà với bà Xuân thông gia cứ đấu khẩu hoài cũng là một nguyên nhân làm vợ chồng nó rạn nứt. Thì tôi muốn vợ chồng mình dọn về cạnh con, vừa vui cửa vui nhà, nhỡ có sinh nở còn chạy qua giúp trông cháu được. Ai ngờ lại sinh ra lắm sự như vậy. Ở chung với bố mẹ chồng thật là mệt mỏi mẹ ạ. Chẳng được sung sướng như công chúa lúc con còn ở với ba mẹ gì cả. Con gái xuất giá tòng phu, con gắng giữ ý tứ, chiều theo ý ông bà thông gia, có như vậy gia đình mới ấm êm hạnh phúc được con à. Cả tuần đã đi làm rất vất vả rồi, tới cuối tuần cũng không dám ngủ nướng, phải dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà đó mẹ. Chuyện đó dần dần sẽ quen thôi con à. Mẹ anh Thành thích ăn đồ chay, nếu cứ mà nấu cả chay lẫn mặn thì mệt lắm. Thế là nhiều lúc tụi con cũng ăn đồ chay theo cho nó gọn mẹ ơi. Mà trời ơi mẹ biết không, đồ chay ăn nhiều quá nó ngán lắm. Thỉnh thoảng sang đây mẹ nấu cho mà ăn này. Thế từ nay con sang đây ăn với ngủ nướng mẹ nha. Bố mẹ có mỗi mình con à, mua cái nhà gần gặn với con để cho con gái mẹ thoải mái chứ. Con gái cảm ơn mẹ nhiều. Nay chủ nhật cũng đi làm hả con? Dạ mẹ, từ giờ có dự án, con phải làm thêm sáng chủ nhật đó mẹ. Đi làm suốt ngày, bao giờ mới chịu sinh con chứ? Bà ấy không nhìn thấy con sang đây chứ, biết lại rách việc lắm. Mẹ yên tâm đi, con đã xử lý gọn gàng cả rồi. Dạ, con ăn xong rồi, con đi vứt rác chút nha. Bát đũa mẹ cứ để đó, tẹo về con rửa nha. Vợ anh hôm nay chăm chỉ quá. Sao con ăn ít quá vậy? Thấy không ngon miệng à? Hay là có gì rồi? Không phải đâu mẹ. Con làm gì có gì chứ. Con chắc là con hơi đầy bụng nên không ăn được nhiều đó hả? Cưới nhau cả năm rồi mà chả có tin tức gì hết, rõ là chán mà. Mẹ ơi, bọn con vẫn còn trẻ mà mẹ, cứ để mọi việc tự nhiên, mẹ đừng áp lực cô ấy làm gì. Chưa gì đã bên vực vợ chầm chầm rồi, mẹ mới nói thế, chứ đã áp lực gì cho nó mà anh phải xót vợ thế hả? Mẹ nè, ý con đâu phải vậy đâu. Cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Ngon quá à. Chẳng bù cho mấy món mẹ chồng con nấu hôm nay. Xem kìa, ăn chậm chậm thôi, không nghẹn đâu con. Chỉ vì hôm nay ăn ít mà con bị căng vặn đấy. Mẹ chồng cứ hỏi con, hay là có tin vui gì hay sao, rồi là sao mãi không chịu đẻ. Mệt ghê vậy đó. Cái bà này lúc nào cũng nói mấy chuyện đó, chẳng tế nhị gì cả. Thôi đi, lúc nào muốn ngủ, muốn ăn ngon thì sang đây với mẹ. Dạ vâng mẹ ơi. Nè, hai mẹ con bà cũng vừa vừa phải phải thôi. Về nhà thì cứ đàng hoàng mà về, cứ lắm la lắm lét làm gì như có tội ấy. Ông không biết tính bà thông gia hả? Bà ấy ghê gớm thế mà biết con bé sang đây lại chả làm ầm lên ngay. Nhưng bà chiều con gái nó vừa thôi, nó làm dâu nhà người ta rồi, có ngày chủ nhật không ở nhà mà dọn dẹp nhà cửa đi. Mẹ à, có ngày chủ nhật nó vất vả cả tuần rồi, ở nhà chồng thì không được yên, mà về đây ông còn cằn nhằn thì làm sao mà nó chịu được. Chủ nhật nào cũng đi làm hả con? Bận biểu thế, bao giờ mới sinh cháu cho mẹ được đây? Hả? Cái gì? Con Trâm nó dám? Bà thông gia, bà ra đây mà xem. Bà Xui, có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, lấy cho con cuộn giấy vệ sinh. Hả? Cái Trâm, con gái bà chán ghét nhà chồng tới nỗi chủ nhật nào cũng giả bộ đi làm rồi qua đây ngủ nghỉ. Bà xem, mình dạy dỗ con như thế mà được à? Bà đừng có nặng lời như vậy chứ bà Xui. Mẹ, sao lại... Hôm nay tôi không sang đây thì không biết còn bị cô lừa gạt đến bao giờ. Mẹ à, thật ra con... Bà thông gia à, có gì từ từ nói. Chị liệu mà dạy dỗ lại con gái của chị, tôi không chấp nhận loại con dâu như vậy. Mẹ không được nói với mẹ con như vậy. Dám dúi về nhà mẹ đẻ, lại uống thuốc tránh thai để không sinh con. Cô làm đủ thứ giấu giếm sau lưng, thử hỏi tôi còn tin được hay không. Có nhiều chuyện chẳng biết là từ đâu, do ai, vì sao nữa. Nó cứ như cái vận rủi xảy ra liên hoàn. Giá mà tôi với ông không chuyển về đây. Bà nhìn ra là tốt rồi, con cái lớn rồi, có gia đình riêng, mình cũng không nên sát gần quá. Giữ một khoảng cách âu cũng là có đường lui. Chắc tôi với bà không còn lý do gì để ở nơi này thêm nữa. Vâng, tôi nghe theo ông. Hai mươi nghìn tệ và 200 tấn củ cải. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật của anh Tăng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào tháng 3 năm 2019. Tình hình bệnh của cháu đang rất nguy cấp. Thật sự cháu rất may mắn vì anh nhà có tủy tương thích. Anh chỉ nên chuẩn bị để cháu có thể phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cháu còn nhỏ mà căn bệnh bào thực máu này đang bào mòn hết sức lực của cháu từng ngày. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng. Số tiền lớn đến thế, chúng ta đã bán hết nhà cửa đất đai rồi mà vẫn chưa đủ. Giờ làm thế nào hả mình? Để tôi đi vay mượn thêm họ hàng. Mình vào trong con đi, tôi đi mua chút gì đó cho mình ăn. Cả sáng mình có ăn cái gì đâu. Bằng mọi giá vợ chồng mình phải cứu được con nha mình. Con mình chắc không sao đâu. Trời ơi, 20.000 tệ ư? Với số tiền này, con trai chúng ta lại có thêm một hy vọng sống rồi mình. Không phải tiền của mình, tôi cứ thấy bất an sao á. Mình đừng có suy nghĩ nhiều quá, hãy coi như đây là ông trời thương tình vợ chồng mình mà gửi tiền chữa bệnh cho con trai, được không mình? Đừng để người ta biết chuyện lại phiền phức. Tiền thuốc thang thật là tốn kém quá. Cứ thế này chúng ta sẽ không kham nổi mất. Nè,
tôi còn lo cho bà được mà. Bà đừng có lo. Đây, cô chú xem, ông ấy già cả rồi mà còn phải nai lưng kiếm tiền chữa bệnh cho tôi. Bảo tôi không lo sao được. Vào viện rồi mới biết, trên đời này không có gì khổ bằng bệnh tật bà. Nhiều khi tôi chỉ muốn về nhà nằm chờ chết cho đỡ khổ chồng khổ con thôi. Cái bà này suốt ngày cứ nói gỡ. Đúng là địa chỉ này rồi. Anh muốn mua gì ạ? Xin hỏi anh có phải là Đinh Long không ạ? Vâng, là tôi. Chuyện là thế này. Tôi theo địa chỉ trên giấy chứng minh đến đây trả lại phí cho anh. Ôi, tôi không bao giờ nghĩ là sẽ tìm lại được giấy tờ cùng số tiền nguyên vẹn thế này. Anh cầm lấy số tiền này xem như là tôi hậu tạ nha. Thôi, anh cất tiền đi. Tôi chỉ đơn giản là nhặt được của rơi, trả người đánh mất, nên không thể cầm tiền được. Trời ơi, anh đừng có ngại. Nếu là người khác nhặt được thì chắc chắn họ sẽ lấy hết tiền ấy chứ, đâu qua tìm tận nơi mà trả lại. Thật ra khi nhìn thấy số tiền lớn, tôi cũng có ý định sẽ lấy hết. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, chiếc ví này làm rơi ở bệnh viện, chắc có lẽ nó thuộc về một gia đình cũng đang gánh phát viện phí cho người thân như mình, nên tôi không thể lấy được. Người nhà anh đang nằm viện sao? Vâng, là con trai tôi bị ốm. Tiền anh nhất định không nhận, thì cho tôi gửi chút hoa quả làm quà. Ngày mai tôi sẽ vào thăm cháu. Vâng, tôi cảm ơn anh. Anh không biết số tiền ấy quan trọng với chúng ta thế nào sao? Anh sẽ xoay sở mọi cách để có tiền chữa bệnh cho con. Còn tiền không phải của mình thì đừng nên lấy em ạ. Nhà cửa của chúng ta đã bán hết rồi, bây giờ mượn thêm được ít tiền nào hay ít nấy, thế mà có 20.000 tệ anh lại đem trả lại cho người ta. Anh đúng là... Mấy hôm sau, Vâng, tôi sẽ về ngay. Ở nhà có chút chuyện, tôi phải về ngay. Mình trông con một lát nha. Chào anh, chuyện này là thế nào? Hôm trước đến bệnh viện, tôi mới biết cháu nhà anh đang ốm nặng. Nhà tôi cũng chẳng có gì, chỉ có 200 tấn củ cải trong kho. Tôi tặng anh, coi như tôi hậu tạ chuyện chiếc ví. Ấy, anh đừng làm vậy, tôi không cần anh hậu tạ gì đâu. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết làm gì với nhiều củ cải như vậy. Tôi sẽ giúp anh bán đống củ cải này để lấy tiền chữa bệnh cho con trai. Đây là người cha nghèo, có con đang mắc bệnh nguy kịch. Số tiền phẫu thuật của cậu bé rất lớn, nhưng vẫn tìm đến tận nhà trả lại tôi chiếc ví có 20.000 tệ đánh rơi ở bệnh viện. Trong một thời gian ngắn, câu chuyện cảm động về lòng chính trực của người cha có con mắc bệnh hiểm nghèo đã lan truyền khắp nơi, trên các trang báo và mạng xã hội. Rất đông người từ khắp nơi đã đến để mua củ cải, để góp tiền chữa trị cho cháu bé. 200 tấn củ cải đã bán hết và thu về số tiền không thể ngờ, lên tới 500.000 tệ. Không phải tôi giúp đỡ anh Tăng, mà chính câu chuyện về sự tử tế của anh ấy đã có sức lan tỏa và chạm đến trái tim của mọi người, để có kỳ tích xuất hiện như hiện tại. Vậy là con đã có hy vọng được cứu sống rồi. Cảm ơn cha con đã cho mẹ biết rằng hãy cứ luôn sống tử tế, cuộc sống sẽ luôn công bằng với tất cả chúng ta. Chiếc áo sờn rách của cha. Vậy là đã được hơn 15 năm kể từ ngày mình bỏ hai cha con tôi ra đi. Từ đó đến nay, tôi cố gắng ở vậy một mình gà trống nuôi con. Nhớ lại chuỗi ngày đó cũng cực khổ lắm mình à. Con ăn đi, lấy sức mà học.
Sau này con lớn, nhất định con sẽ thành đạt và kiếm thật nhiều tiền để ba đỡ khổ ba nha. Thằng quỷ này. Ba nghe nè con. Ba à, đợt này con có mặt trong danh sách khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất trong trường đại học đó ba. Ôi trời ơi, ba rất tự hào vì con. Bao giờ trường tổ chức khen thưởng, ba lên tham dự được không? Dạ, ở trên này con tự lo được mà. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Ba biết rồi, không phải lo cho ba. Ôi trời ơi, tội nghiệp thằng bé. Từ trước đến nay tôi bận tối tăm mặt mũi, chẳng thể đi dự buổi họp nào ở trường của con hết. Chắc thằng bé thương tôi được xa xa xôi, không lên được đây mà. Bác ơi. Vâng, có chuyện gì vậy chị? Chắc bác vội quá nên mặc quần áo trái rồi kìa. Trong nhà ga có nhà vệ sinh ở đằng kia kìa. Tàu chưa có chạy, bác đi thay đi vẫn còn kịp đó bác. Vâng, cảm ơn chị. Chị cứ để mặc tôi. Chẳng lẽ mốt năm nay là áo trái lại thịnh hành? Đấy, tôi đã bảo với bác rồi. Người đâu mà gàn dở thế chứ. Ôi trời ơi. Xin lỗi bác. Vâng, không sao, là lỗi của tôi mà. Bác à, vừa nãy cháu pha phải bác. Bác có sao không ạ? Tôi không sao. Mai của anh nhặt giúp tôi số hoa quả này, không thì hỏng hết. Bác à, bác lên thành phố thăm họ hàng phải không ạ? Vâng, tôi lên dự lễ trao thưởng ở trường đại học thằng bé nhà tôi. Hôm nay nó được đón danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn diện đấy. Nhưng bác ơi, giữa buổi lễ trang trọng đó, có lẽ bác không để ý bộ quần áo của bác. Nhưng cậu cứ mặc tôi, đó là tôi cố ý đó. Cố ý mặc quần áo trái ư? Chẳng giấu gì cháu, ở nhà bác có mỗi bộ quần áo này là tử tế. Bác mặc quần áo trái trên đường đi, khi nào tới gặp con thì mới lộn ra mặc lại. Như thế trang phục sẽ luôn được sạch sẽ tinh tươm. Bác lên thăm nó, không thể để cho em nó khó chịu, xấu hổ được. Nhưng mọi người ai ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ, bác không cảm thấy khó chịu sao ạ? Chuyện nhỏ ấy mà. Bộ quần áo này bác mua từ khi con trai đổ cấp 3 trường chuyên ở trên huyện. Trước đây mỗi lần lên huyện thăm con, bác vẫn mặc trái nó suốt quãng đường đi, để xuất hiện với bộ dạng tươm tất nhất trước mặt con, nên nó cũng quen rồi. Bác à, thì ra câu chuyện ẩn đằng sau bộ quần áo trái lại xúc động đến vậy. Thôi chào cháu, bác đi đây. Vâng, chào bác. Đúng là điểm xe buýt này gần trường của con rồi. Mình phải tìm quanh đây xem có nhà vệ sinh công cộng nào để thay bộ quần áo này thôi. Đúng là thằng Tuấn nhà mình kìa. Chúc mừng em, sinh viên xuất sắc Lê Thanh Tuấn. Chắc hẳn để có được thành tích này, em đã có sự hỗ trợ tốt nhất của gia đình mình, đúng không? Em có một người ba rất nhân hậu, tốt bụng và yêu thương em vô điều kiện ạ. Ôi trời ơi, thằng nhỏ này. Khi nào người ta giới thiệu đến tên, mình bước lên sân khấu, chắc thằng nhỏ bất ngờ lắm đây. Ba em làm giám đốc của một xưởng gỗ ở quê ạ. Tuy cuộc sống khá giả, nhưng ba luôn răn dạy em phải là người xứng đáng cho xã hội. Ngày hôm nay, ba em rất bận nên không có tham dự được buổi lễ ạ. Giám đốc xưởng gỗ ư? Mình có lẽ mình phải về thôi. Là ba ư? Ba, sao ba lại lên đây? Sao không gọi trước cho con? Ba lo cho con nên mặc ít trao và trứng lên cho con tẩm bổ.
ba định đi ngay đây. Ba, bộ này ba đã mặc mấy năm rồi. Ở đây là thành phố lớn, người ta ăn diện lắm. Ba về nhanh đi, không bạn con lại nhìn thấy. Tại ba đi vội quá nên không kịp chuẩn bị quần áo. Lần sau ba lên ăn mặc tươm tất chút đi ba. Con lỡ nói với mọi người ba là giám đốc xưởng gỗ rồi. Này cậu, cậu có biết không, ba cậu lên đây thăm con vì không muốn cậu mất thể diện nên đã mặc quần áo trái trên suốt đường đi đấy. Thầy biết ba em sao? Ông ấy tình nguyện hy sinh lòng tự trọng của bản thân để giữ mặt mũi cho em. Có mỗi bộ quần áo lành lặn, bao nhiêu năm trời đi thăm con cứ mặc nguyên bộ quần áo trái để đến khi xuất hiện trước mắt em với bề ngoài tươm tất. Vậy mà em đã không biết những điều cha mình đã làm cho em, còn mở miệng chê bai bộ đồ này không sành điệu, không thời thượng. Ba, có phải như thế không ba? Không sao đâu con, chỉ cần con đầy đủ hạnh phúc là ba mừng lắm rồi. Con xin lỗi ba, con thật ích kỷ. Ôi thằng bé này, lớn rồi còn khóc nhẹ cái gì, bạn bè thấy lại cười cho. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.